ông ghi đề bài ví dụ 3. Ví dụ 3 là đề tuyển sinh đại học 2017. Đây cũng là câu gần như điểm tuyệt đối luôn của đại học 2017. Chưa? Nào các bạn cùng ghi đề bài. Một lò xo nhẹ có độ cứng là 75 Newton trên mét. Đầu trên của lò xo được treo vào điểm cố định. Vật A của chúng ta có khối lượng là 0,1 kg được treo vào đầu dưới của lò xo. Còn vật B của chúng ta có khối lượng là 0,2 kg treo vào vật A bằng một sợi dây mềm. Được chưa? Nhẹ, không giãn và đủ dài để khi chuyển động vật A và vật B không va chạm vào nhau như hình vẽ bên. Ban đầu này, giữ vật B để lò xo có trục thẳng đứng và lò xo đang giãn 9,66 cm. Và đề bài đã cho rất rõ này, coi 9,66 bằng 4 cộng 4 căn 2. Bạn lưu ý nhá, coi 9,66 được chưa? Coi 9,66 bằng 4 cộng với cả 4 căn 2. Được chưa? Rồi thả nhẹ. Đó, tức là sẽ thả tại biên nhưng cái vị trí này không phải, nhưng mà biên độ không phải là 6, không phải là 9,66 đâu nhá. Vì đây là lò xo giãn 9,66. Chứ không phải đang cách cân bằng một đoạn là 9,66, phân biệt rõ rồi nhá, được chưa? Lấy G là 10 mét trên dây bình phương. Pi bình bằng 10. Và câu hỏi của chúng ta là thời gian kể từ lúc thả vật B, thời gian kể từ lúc thả vật B. Thời gian kể từ lúc thả vật B đến khi vật A dừng lại lần đầu tiên. Đó. Tính thời gian kể từ lúc thả vật B đến khi vật A dừng lại lần đầu tiên, dừng lại lần đầu tiên. Đó, thì câu này chúng ta xử lý nó như thế nào? Thì các bạn sẽ dành ít thời gian để các bạn nốt đề bài và suy nghĩ một tí xíu nhá. Nào, chúng ta sẽ cùng nhau gỡ cái ví dụ 3 này. Thì đầu tiên các bạn phải tính cái thằng delta L0 đi đã, đúng chưa các bạn? Nào, delta L0 của chúng ta, đúng chưa? Thì ban đầu sẽ là M1 cộng M2 cộng M2. Được chưa? Các bạn nhân G và các bạn chia K. Chia K. Các bạn chia K. Được chưa? Các bạn chia K. Nào, bạn tìm ra cái thằng delta L0 nó là bao nhiêu nào? Nhớ nhá, ban đầu là chúng ta vận hệ vật của chúng ta là kéo xuống, rõ ràng là cơ thể ban đầu thì vẫn là đang một dao động điều hòa, có sự góp mặt của cả hai vật là vật A với vật B, đúng không bạn? Nào, ta thay vào này. 0,1 các bạn cộng 0,2, g chúng ta là 10, k chúng ta là 75, 75. Thì các bạn bấm cái này nó ra bao nhiêu nào? Bạn bấm cái delta L0 này ra bao nhiêu đây? 0,3 nhân 10 chia 75. Thì bạn ra là 0,04 cm. 0,04 cm. À, 0,04 m nhé, mét. Các bạn đổi ra là 4 cm. Được chưa? Sau đó tiếp tục các bạn tìm luôn cái thằng omega luôn, tìm luôn omega. Đó, bạn tìm luôn thằng omega. Là omega thì các bạn xem ra bao nhiêu đây. Omega. Nào, bạn tìm omega đi. Thì bằng căn bậc 2 của k chia cho m1 cộng m2 đúng không? Đây, căn bậc 2. K của chúng ta thì là 75. 75. M1 cộng M2 thì là 0,3. Thì bạn lấy căn bậc 2 của 75 ra bao nhiêu? 75 bạn chia 0,3 thì bạn ra là 5 căn 10 đúng không? Thì bạn sẽ lấy 5 pi, 5 pi. Đó. Thì các bạn lưu ý này, bây giờ bạn phải xử lý ngay thằng biên độ ban đầu là bao nhiêu đã, bạn nhớ này. Bây giờ tổng độ giãn của lò xo đang là 4, bạn nhớ nhé, tổng độ giãn của lò xo tại vị trí biên ấy, đúng không? Đây có thả nhẹ này. Thả nhẹ tức là tại vị trí biên, được chưa bạn? Vậy
tổng độ giãn tại biên là 4 cộng 4 căn 2 cm, mà tại cân bằng đang giãn 4 cm rồi. Vậy rõ ràng là cái biên độ của chúng ta trong tình huống này xử lý nhanh nó chính là 4 căn 2 cm. Bạn phải nhớ này vào nhá. Bạn nhớ này. Bạn nhớ này, tại vị trí biên dương, được chưa? Tại vị trí biên dương thì tổng độ giãn của lò xo delta L của chúng ta ấy đang là 4 cộng 4 căn 2. Được chưa? Thì cái này sẽ được tính bằng độ biến dạng tại cân bằng là delta L0 này cộng với cả biên độ vì vị trí đang xét là tại biên dương. Được chưa bạn? Thì rõ ràng ở đây các bạn tìm ra ngay cái biên độ ban đầu của chúng ta nó sẽ là 4 căn 2 cm. Đó, để làm được những bài tập nâng cao này thì các cái kiến thức sơ đẳng bạn phải làm thật nhanh vào. Được chưa? Biên độ ban đầu là 4 căn 2 cm. Đó, thì đến đây chúng ta bắt đầu vẽ hình một tí xíu này. Các bạn bắt đầu vẽ hình một tí xíu nhá. Bạn bắt đầu phải vẽ hình một tí xíu. Được chưa? Rồi, nào chúng ta cùng vẽ hình này. Các bạn chỉ cần vẽ một cái trục thôi để tí nữa chúng ta sẽ căn cứ vào những cái vị trí đặc biệt để chúng ta gỡ này. Được chưa? Rồi. Nào vẽ một cái trục ra. Đó, một cái trục của chúng ta này. Được chưa? Nào, đây là vị trí cân bằng. Vị trí cân bằng. Được chưa? Đây là vị trí tự nhiên. Đây là vị trí tự nhiên. Nhớ nhá, đây là vị trí tự nhiên này. Vị trí tự nhiên. Được chưa? Đây là vị trí tự nhiên. Và đây là biên dương của chúng ta. Đó, đây là biên dương, được chưa bạn? Thì bạn lưu ý này, đây là 4 căn 2 cm này. 4 căn 2 cm. Được chưa các bạn? Nào, thì bạn lưu ý này, ở đây bạn nhớ là bắt đầu cả hai vật cả nhớ này hệ vật của chúng ta là bắt đầu di chuyển từ vị trí biên dương đúng không? Từ vị trí biên dương này đi về đến vị trí cân bằng này, sau đó đi lên vị trí tự nhiên này bạn nhớ này. Thì rõ ràng là trong cái giai đoạn này của chúng ta thì lò xo vẫn đang ở trạng thái bị giãn, bạn nhớ nhá. Lò xo của chúng ta vẫn đang ở trạng thái bị giãn, vậy lực đàn hồi nó sẽ là lực kéo lên này. Đấy, lực đàn hồi sẽ là lực như này. Được chưa? Thì khi lực đàn hồi nó là lực kéo lên như này, thì rõ ràng cái sợi dây của chúng ta là luôn đang ở trạng thái bị căng. Vậy bạn phải hiểu là vấn đề là từ cái giai đoạn ở vị trí biên dương đến cái vị trí tự nhiên thì sợi dây của chúng ta luôn ở trạng thái căng, tức là cả hai vật này nó đều dao động điều hòa, đều dao động điều hòa. Được chưa bạn? Thì bạn lưu ý này, chúng ta bắt đầu xét này. Nào, giai đoạn 1. Giai đoạn 1. Giai đoạn 1 của chúng ta là từ vị trí biên dương, vị trí biên dương cho lên đến vị trí tự nhiên, vị tự nhiên. Đó, lên đến vị trí tự nhiên. Được chưa các bạn? Thì rõ ràng trong tình huống này là sợi dây của chúng ta căng. Sợi dây căng. Và rõ ràng là trong tình huống này hai vật sẽ cùng dao động điều hòa. Hai vật của chúng ta dao động điều hòa. Đó, được chưa các bạn? Bạn lưu ý này, cái khoảng thời gian này là người ta tính từ lúc thả vật B, tính từ lúc thả vật B, được chưa? Tức là tính từ vị trí biên dương này. Đó, bắt đầu thả vật B là tại biên dương này. Được chưa các bạn? Vậy bây giờ chúng ta tìm cái khoảng thời gian đi từ vị trí biên dương đến vi tự nhiên xem nó là bao nhiêu, đúng không? Vậy để tìm được nó thì để tìm nó thì chúng ta phải có chu kỳ ngay. Nào bạn nhìn này, chu kỳ của chúng ta Omega chúng ta có rồi là 5 pi thì chu kỳ của chúng ta sẽ là 0,4 giây. 0,4 giây. Được chưa? Nào chúng ta có xử lý nhanh cái khoảng thời gian delta T1 này không? Nào có xử lý thật nhanh cái khoảng thời gian delta T1 này không? Đây các bạn vẽ ra này. Không nhìn được thì vẽ cái đường tròn ra. Bạn xử lý góc quay thôi là xong ngay đúng không? Rồi. Đây là vị trí ban đầu. Được chưa? Đến tự nhiên ở đây. Được chưa bạn? Đó, tức là góc quay của chúng ta sẽ là quay từ đây đến đây. Đó, chứ là từ vị trí biên dương đến vị trí tự nhiên nào, xem góc quay bao nhiêu bạn nhìn này. Bạn nhìn nhá, biên độ là 4 căn 2, cái này là 4 đúng không? Thì góc này là 45, góc này 45. Vậy quay từ đây đến đây sẽ là 90 là góc này, cộng góc này nữa là 45. Vậy quay từ đây đến đây mất một góc là 135 độ, 135 độ. Được chưa các bạn? Vậy ta sẽ có là 135. Ta nhân T là 0,4. Ta chia cho 360 độ. 360 độ. Thì bạn tìm ra xem cái khoảng thời gian delta T1 này sẽ là bao nhiêu. Bạn tìm ra sẽ là 0,15 giây đúng không? Đó, 0,15 giây. Thì bạn lưu ý vào nhá, đã có một khoảng thời gian là 0,15 giây rồi.
Nào, bây giờ tiếp tục là vật, người ta hỏi là gì nhỉ? Đến khi vật A dừng lại lần đầu tiên, bạn nhớ nhé, vật A dừng lại lần đầu tiên tức là nó phải tại vị trí biên gì đấy, biệt âm. Vật A nó đang đi lên mà muốn nó dừng lại lần đầu tiên tức nó sẽ dừng lại tại vị trí biệt âm, tại vị trí biệt âm, nhưng bắt đầu từ vị trí tự nhiên, bạn nhớ nhá, bắt đầu từ vị trí tự nhiên mà hai vật đi lên thì lò xo nó bị nén lại, mà khi lò xo bị nén lại thì lực đàn hồi sẽ là lực đẩy xuống, mà lực đẩy xuống như thế này thì sẽ làm cho sợi dây bị trùng đó. Vậy giai đoạn hai này nó sẽ làm cho sợi dây nó bị trùng, các bạn lưu ý điều này vào nhá, lưu ý vào. Đó, thì vậy trước khi chuyển sang tiếp theo là bạn phải tìm ngay vận tốc đi, bạn phải tìm ngay vận tốc đi, được chưa? Nào, bạn tìm vận tốc ở vị trí đó này. Đây. Vậy bạn sẽ tìm vận tốc khi kết thúc đoạn 1. Bạn lưu ý nhá, kết thúc đoạn 1 thì vật đang ở vị trí tự nhiên thì vận tốc sẽ được tính bằng gì nhỉ? Bằng omega này nhân căn bậc 2 này của a bình trừ đi delta L0 bình phương. Được chưa? Omega của chúng ta thì là bằng 5π. 5π. Được chưa? A của chúng ta là 4 căn 2 bình phương. Delta L của chúng ta là 4 bình. Đó, thì bạn tìm ra được cái vận tốc khi đó là bao nhiêu nhỉ? 4 căn 2 bình này, bạn trừ đi 4 bình này thì là 4, 5 nhân 4 20, 20π. Vận tốc khi đó đang là 20π, 20π. Đó. Được chưa? Vậy tiếp tục này, chúng ta chuyển sang giai đoạn thứ hai. Đoạn 2. Giai đoạn 2. Được chưa? Là từ vị trí tự nhiên đi lên đến vị trí biên âm. Thì bạn lưu ý đoạn này này, là giai đoạn đầu khó này, được chưa? Thì trong cái tình huống này thì sợi dây nó bị sợi dây, được chưa? Sẽ bị trùng. Đó, bạn lưu ý nhá, sợi dây sẽ bị trùng. Đó, bạn tập trung vào. Được chưa? Sợi dây chúng ta nó sẽ bị trùng, và khi sợi dây trùng thì sẽ xảy ra hai tình huống, là vật 1 thì rộng điều hòa, còn vật 2 là sẽ chuyển động gì đây? Chuyển động biến đổi đều, bạn nhớ nhá, khi đó bạn nhớ này, chưa? Khi đó bạn nhớ là vật 2, bạn nhớ này, vật 1 sẽ vật 1 hay là vật A nhá, vật A, bạn nhớ nhá, vật A sẽ dao động điều hòa, nhưng các bạn phải lưu ý vấn đề này này. Khi vật A nó dao động điều hòa thì nó không phải dao động với biên độ là 4 căn 2 cm nữa, bạn lưu ý nhá, và không phải dao động với omega là 5π nữa, mà nó sẽ bị thay đổi vì ban đầu cái đó là có hai vật. Bây giờ khi dây trùng thì chỉ còn duy nhất vật A dao động điều hòa thôi. Vậy bạn phải tính lại toàn bộ omega, được chưa các bạn lưu ý này. Dao động điều hòa này với được chưa? Nào, cái thằng omega tính lại này, omega của chúng ta bây giờ sẽ bằng căn bậc 2 của k mà bạn chia cho m1 thôi. Được chưa? Nào, k của ta là 75, m1 của chúng ta là không phẩy mấy nhỉ? M1 là 0,1 đúng không? 0,1. Đó, 0,1. Nào, bạn tìm ra cái omega bây giờ là bao nhiêu? 0,75 chia 0,1 thì bạn tìm ra là 5 căn 30, 5 căn 30. 5 căn 30. Được chưa? Radian trên giây. Và đến đây các bạn cũng phải đi tìm lại cái độ biến dạng của lò xo tại vị trí cân bằng delta L0. Vì ban đầu cái delta L0 đó là có hai vật thì là 4 cm, nhưng bây giờ chắc chắn nó sẽ thay đổi vì không còn vật thứ hai nữa. Vậy delta L0 phẩy sẽ bằng M1 nhân G và các bạn chia K, Được chưa? Bạn bấm đi. 0,1 nhân 10 bạn chia 75 thì bạn tìm ra cái này là 1 phần 75 mét. Bạn nhân thêm 100 để đổi cm nha, đây bạn tìm đầu tiên là 1 phần 75 mét này. 1 phần 75 là mét. Được chưa? Bạn đổi ra cm và bạn nhân 100 thì bạn ra là 4 phần 3 cm, 4 phần 3 cm, 4 phần 3 cm. Vậy bạn đã hiểu vấn đề này. Cái vị trí tự nhiên là vị trí mà lò xo có chiều dài tự là vị trí tự nhiên là vị trí mà lò xo có chiều dài là L0, thì cái vị trí tự nhiên của chúng ta là một vị trí không thay đổi được, bạn nhớ nhá. Cái vị trí tự nhiên của chúng ta là một vị trí không thay đổi được vì chiều dài tự nhiên của lò xo L0 nó cố định rồi. Giờ L0 là cố định. Vậy hiểu đề này. Đầu tiên thì khi có hai vật thì độ biến dạng để cân bằng đoạn này là 4 cm. Nhưng bây giờ khi còn lại một vật thì độ biến dạng chỉ còn là 4 phần 3, chỉ còn lại là 4 phần 3, tức là sao?
tức là cân bằng với nó sẽ phải đẩy lên một tí xíu này. Từ đây đến đây, đầu tiên nó là 4 cm, nhưng bây giờ khoảng cách từ cân bằng đến tự nhiên nó chỉ còn lại là 4 phần 3 thôi. Vậy chắc chắn là cái vị trí cân bằng nó sẽ bị đẩy lên trên và nó sẽ đến cái vị trí O phẩy. Đến cái vị trí O phẩy. Đó, các bạn lưu ý vào, đến cái chỗ O phẩy. Chưa? Và đoạn từ đây đây nó là 4 phần 3 này đây, đoạn này là 4 phần 3. Đó, đoạn này nó sẽ là 4 phần 3. Được chưa các bạn? Thì chắc chắn là khi thay đổi vị trí cân bằng thì làm cho thay đổi ly độ và dẫn đến làm cho thay đổi cả thằng biên độ nữa. Vậy bạn lưu ý này, bạn lưu ý nha. Vậy ra bây giờ bạn có tìm được cái ly độ, bạn nhớ này. Vậy khi bắt đầu vật A sẽ dao động điều hòa với cái thằng omega là 5 căn 3 cm, nhưng bây giờ các bạn có tìm ra được cái ly độ mới không? Bạn nhớ nhá, bắt đầu dây trùng tức là hệ vật đang ở vị trí tự nhiên, đúng không? Vị trí này. Nhưng sau khi dây trùng thì rõ ràng cân bằng nó đẩy lên O phẩy. Vậy vật đang ở đây thì khoảng cách từ vật đến vị trí cân bằng nó chính là ly độ. Vậy khi thay đổi cân bằng làm cho ly độ của vật cũng thay đổi. Và bây giờ ly độ của vật đang có độ lớn chính là 4 căn 3 cm. Bạn nhớ nhá, đáng lẽ ra tại vị trí tự nhiên thì vật đang ở đây thì ly độ của vật là đoạn từ đây đến đây là bằng 4 cm. Nhưng khi dây trùng thì cân bằng nó chuyển đây, mà vật nó vẫn đang ở đây, vậy đoạn từ đây đến đây là đóng vai trò là ly độ mới của vật, ly độ mới của vật. Được chưa? Vậy chúng ta lại có ngay cái độ lớn ly độ mới x phẩy này thì bằng 4 phần 3, 4 phần 3 cm. Mà vận tốc thì nó chưa kịp thay đổi thì vận tốc tại vị trí đó nó vẫn đang là 20 pi, 20 pi. Cái này là omega phẩy nhá. Được chưa các bạn? Thì bây giờ bạn có tìm được cái biên độ a phẩy chúng ta không? A phẩy bằng căn bậc 2 của x phẩy là 4 phần 3 bình phương, 4 phần 3 bình phương. Chưa? 4 phần 3 bình phương cộng với cả V, nó hơi lẻn tí đấy, kệ nó nhá. 20 pi chia cho omega của chúng ta là 5 căn 30, 5 căn 30. Nó hơi lẻ tí nữa kệ nó nhá. Bình phương lên. Thì chưa, bạn ấn ra nó xấp xỉ bao nhiêu nhỉ? Đó, biên độ mới xấp xỉ bao nhiêu đây? Căn của 4 phần 3 nó lẻ đấy, không đẹp đâu. Cộng với cả 20 pi chia cho 5 căn 30. Thì đây bạn ấn xấp xỉ là 2,65 đúng không? 2,654 ấy. 2,654 cm. Đó, bạn thấy không? 2,654 cm. Vậy bây giờ chúng ta cần phải tìm cái gì? Chúng ta cần phải tìm được cái khoảng thời gian từ vị trí tự nhiên lên đến vị trí biên âm của vật thứ nhất. Chờ của vật thứ nhất. Nào, ở chung nhé, ở chung này. Đây chúng ta chỉ cần vẽ đường tròn thôi đúng không? Đây, vẽ đường tròn ra. Nào, chúng ta sẽ vẽ đường tròn ra. Nó lẻ thì cầm máy tính lên xử lý một cái là ra ngay. Được chưa? Rồi. Cái vị trí biên âm của chúng ta nó đang là đây này, bạn nhớ nhá. Khi bây giờ nó thay đổi vị trí biên rồi đúng không? Thì đây, biên độ của chúng ta bây giờ nó sẽ là 2,654. Và bên này là trừ 2,654. Và bây giờ vật đang ở vị trí tự nhiên. Đây, vật đang ở vị trí tự nhiên. Vật đang ở vị trí tự nhiên. Đây. Vật 1 đấy nhá, vật 1 đang ở vị trí tự nhiên. Chưa, đang đây. Và bây giờ bạn cần phải đi tìm nốt khoảng thời gian mà vật 1 quay từ đây đến đây. Vì tại biên âm thì vật 1 nó sẽ đổi chiều lần đầu tiên. Bạn nó sẽ đổi chiều lần đầu tiên. Được chưa bạn? Bạn nhìn này, cái đoạn này của chúng ta đang có độ lớn là 4 phần 3. Đang có độ lớn là 4 phần 3. Đúng không? Đây, 4 phần 3. Đó, vậy bạn có tìm được cái góc quay nốt từ đây đây không? Từ đây đây không? Đó, bạn lưu ý nào, đây đây bạn xử lý đi. Nào, khoảng thời gian đi từ vị trí tự nhiên đến cái vị trí biên âm nó là bao nhiêu? Đến đây bạn tìm nốt ra là ra này. Delta T2. Đúng chưa? Bằng này. Bằng này. Nào, đến đây bạn cầm cái máy tính lên và ấn đi vì nó hơi lẻ một tí xíu nhá. Nào, bạn tập trung này. Đây, bạn cầm máy tính lên, bạn xử lý nó này. Đó. Đầu tiên là bạn ấn ship code thì bạn tính góc nhá. Bây giờ cái biên độ của chúng ta là 4 phần 3. À, ly độ 4 phần 3 này, cái biên độ của chúng ta nó sẽ là 2,2654 đúng chưa? Đó, ấn ra. Giờ nó xấp xỉ thôi, vì cái góc này bạn ấn ra là xấp xỉ là 59 này, 59 độ này, bạn nhìn này. Cái góc alpha của chúng ta như góc này này, đây cái góc này của chúng ta nha, nó sẽ xấp xỉ góc alpha này, nó sẽ xấp xỉ 60 độ đi. 60 độ, vì đáp án nó lệch nhau nhiều mà, 60. Đúng không?
Vậy delta T2 đây bằng 60 nhưng mà phải nhân với cả T phẩy nhá. Chứ không phải là T nó bằng 0,4 đâu. Vì bây giờ omega nó bằng 5 căn 30 này. Thì chắc chắn là thay đổi cả chu kỳ này. Đó, đừng có lấy chu kỳ là 0,4 làm lại sai nhá. Được chưa? Và chia được 360 độ. 360 độ. Nào, xử lý đi mà nó khá lẻ này. Ấn luôn này. Nào, xử lý máy tính luôn nhá. Arc là tôi lấy 60 này. Được chưa? Nhân với cả 2pi. 2pi. Chia omega là 5 căn 30. 5 căn 30. Bạn chia cho 360. Được chưa? Thì bạn tìm ra khoảng delta T2 là 0,038. Được chưa? Nhìn này. 0,038 giây. 0,038 giây. Vậy, cái tổng khoảng thời gian từ thời điểm bắt đầu thả đến cái vị trí vật một vật A đổi chiều lần đầu tiên thì delta T của chúng ta sẽ là bằng delta T1. Các bạn cộng với cả delta T2. Được chưa? Mà delta T1 của chúng ta là 0,15 rồi, bạn cộng thêm vào là xong ngay. Rồi thì bạn tìm ra nó sẽ là 0,188, được chưa? Xấp xỉ 0,188 giây. Và đây nó sẽ gần bao nhiêu nhỉ? 0,188. 0,188 thì nó sẽ gần nhất với giá trị 0,19 giây. Ok chưa? Nó gần nhất với giá trị là 0,19 giây. Đó. Nó xấp xỉ là 0,19 giây. Được chưa? Thì đáp án của chúng ta nó là đáp án A nhé. Đáp án A. Đó, một câu nó có cái điểm nhấn này các bạn lưu ý vào nhá. Đó, 0,19 giây.